Ngày 31 tháng 3, Phòng An ninh Chính trị Công an tỉnh tiếp tục làm việc với Đỗ Vũ Tuấn Anh để làm rõ về hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Theo điều tra, ngày 19 tháng 3, sau khi một số phương tiện thông tin đưa hiện tượng người lạ dụ dỗ để bắt cóc trẻ em tại huyện Đạ Tẻ và thành phố Đà Lạt, và khi nghe người thân ở thành phố Hồ Chí Minh gọi điện cảnh báo, Tuấn Anh đã dùng tài khoản Facebook cá nhân Đỗ Vũ Tuấn Anh đăng bài thông báo khẩn. Nội dung thông báo nói rằng hiện tại có một nhóm gồm 12 người chuyên bắt cóc trẻ em đã lên tới Đà Lạt vào rạng sáng nay. Người lớn, trẻ nhỏ hãy nên cẩn thận. Bạn nào có bé nhỏ đi học thì gọi điện thoại ngay cho giáo viên và ban giám hiệu nhà trường. Con học xong thì ngồi trong lớp. Khi nào phụ huynh tới đón hãy cho ra ngoài. Không chỉ đăng thông tin bịa đặt, Tuấn Anh còn chia sẻ đường dẫn đến bài viết của báo thành phố về cảnh báo việc trẻ em bị người xấu dụ dỗ và còn trích dẫn thêm nguồn từ cơ quan công an. Đến ngày 30 tháng 3, bài viết trên đã được 314 người ủng hộ và 615 lượt chia sẻ, với nhiều bình luận mang tính chất tiêu cực, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân trên địa bàn. Chiều ngày 30 tháng 3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Lâm Đồng đã xác định chủ nhân của trang Facebook và tiến hành mời Tuấn Anh lên cơ quan để làm việc. Thì sáng hôm đó là 19 tháng 3, và tầm khoảng 7 giờ sáng á, thì anh của em có gọi từ thành phố Hồ Chí Minh về á, thì nói với mẹ em là cẩn thận có một nhóm lên Đà Lạt. Em có đăng tải một cái nội dung lên trên mạng á, là nói về của việc đó là không có căn cứ. Em đăng lên là em nói là bắt cóc trẻ em và nhóm người đã tới Đà Lạt. Nhưng mà em không ngờ một việc nó tiến diễn đến mức độ tới 600 mấy lượt người chia sẻ và mấy trăm lượt like. Nó làm hoang mang đến dư luận của Đà Lạt của mình. Đó là nói chung, nói riêng bên ngoài là những thành phố khác nữa. Bản thân em là làm việc như thế là coi như là một thiếu hiểu biết và làm ảnh hưởng tới rất là nhiều người. Hiện cơ quan công an đang làm rõ mục đích của việc đăng thông tin sai sự thật của Đỗ Vũ Tuấn Anh và tiếp tục làm rõ về các nghi vấn bắt cóc trẻ em đang được dư luận quan tâm nhiều ngày qua tại thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có cơ sở để khẳng định có hiện tượng bắt cóc trẻ em tại thành phố Đà Lạt. Mục đích chính của tour du lịch chụp ảnh là đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên hùng vĩ, quyến rũ của thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Hướng dẫn tour du lịch này thường là những người đã gắn bó lâu năm với Đà Lạt, hiểu rõ từng khoảnh khắc thiên nhiên đẹp ngỡ ngàng ở đây.